Chào nha. Hôm nay mình kiểm tra cái cây tử đằng này của mình nó phát triển cành lá rất là ok. Cho nên là mình thấy cái cây này ở trong cái chậu này nó không phù hợp. Cho nên mình quyết định mình chuyển lên nó sang cái chậu này. Để chuyển sang cái chậu này cho nó vừa phải. To quá lặng không lên được. Mọi người nhé. Mình sẽ review cho anh em xem cái tử đằng này nhé. Cái chậu này chúng ta nên lót từ cái đáy vào cái mũ vải cho nó sẽ kiểu nó kề xuống. Đầu tiên mình sẽ nót xuống đây một lớp cát, cát với lại xỉ than, cát với xỉ than tổ ong với lại một ít sơ dừa. Đấy, sau đó mình sẽ tháo cái cây tử đằng lên. Không biết là bây giờ cái bộ rễ nó như thế nào thì mình cứ nhấc nhẹ nhàng nha. Đây, bộ rễ này mình thấy là nó cũng khá là ok đấy, không đúng mức độ tồi tệ lắm. Cát cái này sơ dừa vào đây. Thì mình
chậu vào thì thật kỹ dễ vào đây để cho nó ẩm hết cái nước cát này. Đường bê nó cũng nhẹ nhàng rồi. Hiện đây thì cái chậu này mình cũng sẽ review cho các bạn xem. Mình sẽ dùng cái chậu này để mình cho một cái cây khác phù hợp hơn. Cái này còn nó sẽ phù hợp hơn với lại cái chậu này. Cái định sẽ bỏ là thank you.
chưa hề có một cái rễ nào. Sẽ là gì? Không thấy có biểu hiện gì. Mình sẽ quyết định phải cắt nó đi. Mình sẽ quyết định cắt cái rễ đi. Cắt lại cái rễ này. Nguy cơ. Dễ là rất cao. Dù cái đầu rễ thì vẫn còn tươi, nhưng mà mình thấy là không ổn, nhựa thì vẫn còn. Quyết định rồi, xử lý lại cái cây này. Mình quyết định trồng cây này này. Hy vọng là nó sẽ ok.
sớm nữa. Để sớm mình sẽ tháo sau. Trồng là cái thứ này thế này. Sống nữa. Tính đến phương án thứ hai. Sẽ tưới nó kịp dễ cho vào cho thật đẫm.
khi mình xử lý xong cây. Đấy, sau khi mình xử lý xong hai cái cây này, bây giờ mình sẽ chuyển vị trí và chờ nó.